Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Có lẽ phải 2 tuần rồi đấy mà mình mới trở lại được với số hỏi đáp. Xin lỗi anh em nhé, bởi vì dạo này mình đang quay hơi nhiều sản phẩm một chút. Thì anh em thấy trên bàn mình có rất nhiều sản phẩm đúng không? Tuy nhiên thì đây là sản phẩm mình chuẩn bị quay mình để thôi, còn mình vẫn đọc câu hỏi của anh em ở trên cái điện thoại. Thì chúng ta sẽ vào luôn chuyên mục chính ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Dương Nguyễn: tại sao các dòng card đồ họa Founder Edition của Nvidia lẫn AMD đều dùng thiết kế tản lộc sóc vậy? Nó có ưu và nhược điểm gì? Mình sẽ nói trước như này, tức là các bạn có thể thấy đúng không? Bây giờ thì dòng card họa RTX thì anh em thấy rồi, nó chuyển sang kiểu cả tản bếp ga rồi, không còn tản lộc sóc nữa. Tuy nhiên, từ thế hệ 10 trở xuống ấy thì đa số đều sử dụng tản lộc sóc. Thứ nhất đấy, để mà dễ thấy nhất đó chính là về giá thành sản phẩm và cái cách gia công nó rất dễ, và nó dễ như vậy thì đương nhiên thì hãng nó phải chọn rồi. Và cái thứ hai ấy là để thiết kế cho những cái bộ PC mà chẳng may nó bí quá thì anh em biết đấy, tản lộc sóc ấy nó sẽ hút khí từ trong cây và nó đẩy ra đằng sau. Vì thế những cái bộ cây nào mà nó bí quá ấy, thì những cái tản lộc sóc là sự lựa chọn rất tốt. Và tại sao các hãng lại lựa chọn như vậy? Một lựa chọn nữa nằm trong đấy đó chính là việc chạy đa card đồ họa. Thì các phiên bản Founder Edition đến từ các hãng ấy nó rất mỏng thôi, thế nên việc chạy đa card đồ họa nó sẽ rất tốt. Còn các phiên bản custom lại thì thường nó sẽ dày, khoảng độ 2,7, 2,5 hoặc thậm chí đến 3 khe slot PCIe cơ. Và vì thế những cái card đấy thì nếu mà muốn chạy đa card đồ họa thì nó hơi tốn các khe PCIe. Thì đấy là lý do mình nghĩ là chính xác nhất. Còn nếu như bạn nào muốn có lý do khác thì hãy để lại dưới một comment nhé. Rồi, chuyển sang một câu hỏi khác đến từ bạn Phan Phước Long: có phải Nvidia luôn bóp hiệu năng của card đồ họa mỗi khi update phiên bản mới ra mắt hay không? Bởi vì em thấy mỗi lần update là hiệu năng của card sẽ yếu đi, và tại sao AMD càng update lại càng mạnh? Thế này thì mình gặp được rất nhiều các cái bài viết trên các cái forum ấy thì đều bảo là sau phiên bản update này thì driver này nọ khoảng 4 mấy ấy, sau phiên bản 399 ấy thì thường card nó sẽ bảo ui mẫu card đồ họa này của tôi nó yếu đi, tại sao mẫu card đồ họa khác mạnh lên, có phải Nvidia làm vậy không? Thì theo như mình biết thì hoàn toàn không phải, Nvidia không hề bóp hiệu năng của mẫu card đồ họa của bạn xuống, mà là do Nvidia đã gọi là không tối ưu được những mẫu card đồ họa nó cũ hơn nhé. Để mình ví dụ nhé, khi đã ra mẫu card đồ họa GTX 1660 Ti chẳng hạn nhé, khi khóa phiên bản update đúng không thì 1660 Ti nó sẽ được feed các tựa game làm sao cho FPS nó cao lên, còn cái phiên bản đấy thấp hơn, ví dụ nhé 1060 đã ra mắt cách đấy khoảng gần 2 năm rồi thì hiệu năng nó lại không được tối ưu bằng các mẫu card đồ họa mới là GTX 1660 Ti, thế nên mới có cái cảm nhận như vậy. Và mình khuyên thì cái hướng xử lý của mình ở đây, nếu như các bạn cảm thấy là cái phiên bản driver này nó không phù hợp với card thì có thể sử dụng cái phiên bản driver cũ hơn, hay tải ra một bản và để trong máy. Mình có ông anh chưa làm kiểu vậy. Và ngoài ra ấy, nếu như anh em không tin ấy, thì mỗi lần anh em update qua phần mềm GeForce Experience ấy, nó sẽ ghi ở đấy là phiên bản update driver này nó sẽ tối ưu cho cái mẫu card đồ họa nào tốt nhất, nó ghi ở đấy, không tin đúng không? Anh em cứ mở ra một lần update đấy, mình không nói phép anh em đâu. Và tại sao AMD càng update càng mạnh? Thì một phần lý do cũng là bởi vì kiểu AMD họ hơi tận tâm đấy. Theo mình nghĩ chắc là họ hơi tận tâm với các mẫu card đồ họa của họ. Kể cả bây giờ RX 570 qua những phiên bản update ấy, thì càng ngày nó càng kiểu hiệu năng lên một tí. Còn ngày xưa thì các em biết đấy, RX 570 nó cũng mới ra mắt thì được nhiều anh em kiểu không đón nhận lắm, nhưng bây giờ thì nó trở thành một mẫu card quá hot rồi nên mình hiện tại thì vẫn còn. Và một ví dụ điển hình nữa đó chính là RX 5600 XT. Khi mà ngày đầu mới ra mắt ấy, thì hiệu năng khi mình test ấy, nó chưa ổn định, hiệu năng nó kiểu nó cứ xem với GTX 1660 Ti. Tuy nhiên sau khoảng thời gian ra mắt khoảng 1 hoặc 2 tháng thì mình không nhớ rõ lắm, và sau một số các bản update ấy, thì hiệu năng hiện tại của RX 560 XT nó lên gần bằng với RTX 2060 Super rồi. Chúng ta sẽ tới câu hỏi cuối cùng của bạn Brosa: tại sao các mẫu laptop Windows khi rút sạc ra lại yếu đi rất nhiều, còn MacBook lại không? Đây là một câu hỏi mình thấy thú vị mà cũng không nhiều nơi trả lời lắm. Thì mình sẽ nói đơn giản như này nhá. Mẫu laptop đến từ Windows, các mẫu laptop gaming anh em biết rồi đấy, hiệu năng kiểu nó rất cao và điện năng nó tiêu thụ rất lớn. Ví dụ điển hình là một cái mẫu laptop nào đó, thôi mình sẽ không nói mã đâu, không anh em lại bảo mình quảng cáo. Các mẫu laptop gaming đúng không, mức điện năng tiêu thụ nhìn vào cục sạc mang đi nó rất to luôn, và điện năng khi nó tiêu thụ nó rơi khoảng hơn 200W, có khi các mẫu laptop còn hơn đấy cơ, hơn 200W cơ. Còn chuyển sang MacBook thì sao? Ngay cả bây giờ là MacBook kiểu xịn nhất của Apple, MacBook 16 inch nó chỉ có cục sạc là 96W thôi, cái mức điện năng tiêu thụ đã khác nhau rồi, và MacBook nó chỉ tiêu thụ gần đấy điện để đạt hiệu năng cao nhất thôi. Còn đối với laptop Windows hay là bản thân Windows thôi, để đạt được mức hiệu năng cao nó yêu cầu phải sử dụng một mức điện vô cùng lớn. Và vì thế khi mà bạn dùng MacBook ấy, bạn rút sạc ra thì hiệu năng của máy nó vẫn vậy, họa trang thì nó có giảm khoảng 1-2%, có khi là cũng không đáng đâu. Còn đối với các laptop Windows, khi anh em rút sạc ra ngay lập tức thì hiệu năng của máy sẽ sụt giảm đi rất nhiều luôn. Kể cả anh em có bật gọi là high performance hay bất kỳ một chế độ nào đó để cho máy nó ăn điện lên, thế nhưng cái hệ điều hành của máy nó vẫn không cung cấp đủ điện được. Bây giờ nhá, rút sạc ra, viên pin trong MacBook nó vẫn cung cấp điện cho, bởi vì cấu hình nó yêu cầu có 96W thôi. Còn mấy laptop gaming của Windows chẳng hạn, bây giờ các rút sạc ra nó đang yêu cầu kiểu gần 200W rút sạc ra phát, thì cục pin của máy chắc chắn nó sẽ đi một sải dài luôn, sẽ không thể cung cấp đủ điện cho. Thế nên nếu lời khuyên của mình này, nếu anh em sử dụng MacBook thì MacBook tối ưu cho kiểu doanh nghiệp mang đi mang lại thì không mang sạc cũng được. Còn đối với các mẫu laptop Windows ấy thì theo như lời khuyên của mình, nếu sử dụng làm việc nặng thì cứ nên mang theo cục sạc đi, thì mặc dù nó không tiện đấy nhưng mà mang đi dùng còn hơn là kiểu đang dùng này máy nó tắt nguồn lại không cai làm việc. Thế là lời khuyên của mình thôi. Ok, nếu như anh em có câu hỏi nào hay ấy, thì đừng quên để lại dưới một comment. Và ngoài ra ấy, các câu hỏi mình sẽ lấy ở các cái chuyên mục livestream của mình. Mình thường livestream vào thứ Hai, thứ Tư để gọi là tư vấn cho anh em. Thì những cái câu hỏi mình sẽ lấy ở trong đó. Nếu như câu hỏi nào mà mình chưa trả lời ngay được thì sẽ mang vào số này. Và đặc biệt đó là thứ Bảy. Thứ Bảy vào lúc 16 giờ đến 17 giờ thì mình sẽ hỏi đáp online. Và anh em có bất kỳ câu hỏi nào thì lên đấy thì mình sẽ trả lời cho anh em. Anh em đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube An Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video sau.